người thì video trước với ba đã có giới thiệu cho mọi người biết một số loại nguyên liệu pha chế pha trà sữa ở với ba, thì hôm nay với ba mời mọi người cùng đi khám phá những loại nguyên liệu dụng cụ phục vụ cho pha chế tại với ba nha. Rồi mình bắt đầu nè. Với ba nằm ở địa chỉ 377-379 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Bếp ba là nơi khơi nguồn đào tạo pha chế ở đồng bằng sông Cửu Long. Bếp ba có giảng dạy thêm hai ngành nghề nữa là nấu ăn và làm bánh nha. Thì bếp ba có hai trang fanpage là bếp ba Mystic dạy nghề và bếp ba nguyên liệu pha chế làm bánh và thời trang nha. Rồi. Cũng là nơi cung cấp phân phối nguyên liệu dụng cụ và thiết bị máy móc liên quan đến ngành pha chế và bánh ở đồng bằng sông Cửu Long nha mọi người. Hầu hết, phân phối hầu hết cho những cái chủ quán ở đồng bằng sông Cửu Long hen. Thì đầu tiên đến với pha chế thì không thể thiếu cái loại này được. Đây gọi là bình lắc nha mọi người. Bình lắc của bếp ba thì có hai loại, là một là bình lắc nhựa và bình lắc inox hen. Thì bếp ba có từ size 350 cho tới 700ml nha. Đây. Thì cái size mà bếp ba thấy mọi người hay là quán ưa chuộng nhất là cái size bình lắc 500 hoặc là 700 ha. 350 thì có thể nó hơi nhỏ nha. Đây. Rồi, bếp ba có bán những cái phin cà phê theo size nha. Phin 8 ly nè, 4 ly nè. Rồi 1 ly cũng có luôn nha. Đây, đây là các dòng Siwo tại bếp ba ha. Đây. Dòng Siwo tại bếp ba nha. Đây, phin cà phê nha mọi người. Đây là phin nhỏ nha, phin mini. Tiếp theo, bếp ba giới thiệu với mọi người hai loại dụng cụ không thể thiếu trong những cái món mà foam topping ở trên mặt các loại trà sữa hay nước uống đó. Đây, ví dụ trà sữa ô long kem trứng cháy đi, thì mọi người sẽ dùng cái súng khò và cái này để mọi người là khò lên cho cái lớp kem trứng nó cháy lên ha. Uống rất là thơm và béo nha mọi người. Đây, hai dụng cụ không thể thiếu để làm cháy cái foam ở trên mặt nước nha. Rồi, hàng có sẵn tại bếp ba luôn nha. Đây, hai loại này. Đây gọi là cái bình làm soda nha mọi người. Đây, bình làm soda ha. Đây, để mình lấy cho mọi người xem. Bình làm soda nha. Đây. Còn đây là bình làm kem nha. Đây. Thì bình làm soda thì trên cái hộp nó sẽ có ghi là soda, còn bình làm kem thì là cream nha mọi người. Đây. Thì kèm theo hai cái bình này thì chúng ta sẽ mua thêm những cái ga. Thí dụ mọi người làm soda thì mọi người phải có ga làm soda nha. Còn làm kem thì mình sẽ mua theo một hộp ga kèm kem làm kem ha. Bếp ba có bán lẻ cái loại ga này luôn nha. Đây. Rồi, đây gọi là túi lọc trà nha mọi người. Túi lọc trà thì một cái túi zip lớn về sẽ gồm 100 túi nhỏ ở trong nha. Đây. Túi lọc trà nha. Bếp ba có bán luôn những cái loại mà nhiệt kế đo nước nha mọi người. Nhiệt kế đo nước đây. Ha. Đây, cái này cũng là nhiệt kế nha. Bếp ba còn có cái loại mà nhiệt kế đo nước điện tử nữa, nhưng mà hàng bây giờ nó tạm hết rồi. Khi mà về nữa thì mình sẽ thêm vào mình giới thiệu luôn nha. Đây. Đây là gọi là bình ủ trà nha mọi người. Đây, bình ủ trà ha. Bình ủ trà thì bếp ba có size nhỏ nhất là 6 lít tới 8 lít, 10 lít nha. Bếp ba sẽ có cái loại bình ủ trà size khủng là từ 20 lít cho tới 40 lít luôn nha. Hàng có sẵn tại bếp ba nha. Đây là bộ ly để làm món rượu B52 nha mọi người. Bạn nào mà chuyên về rượu, những cái dòng rượu hay là thường đi uống rượu thì có thể biết cái loại ly này ha. Cái loại ly này để sử dụng làm cái loại rượu B52 mà nhiều màu á ha. Đây. Rất là đẹp nha. Thì một hộp bếp ba có bán một hộp như vậy luôn và có bán lẻ từng cái luôn nha. Đây một sản phẩm mới của bếp ba. Đây gọi là cái bình xịt dầu hoặc là xịt bơ gì. Các bạn có thể sử dụng trong làm bánh nè, nấu ăn nè ha. Đây. Mọi người dầu thì mọi người để vô bình rồi mọi người xịt thôi, còn bơ thì mình đun chảy ra rồi mình để vô ha. Cái tác dụng của nó là giúp cho mình kiểm soát được cái lượng dầu nha.
nếu mà mình dùng cọ mình quét á, thì có thể là cái lượng dầu nó hoặc là cái lượng bơ nó sẽ quá nhiều mà làm cho cái bánh hoặc là cái món ăn của mình nó sẽ không còn được ngon hoặc là không còn giữ được cái chất lượng như ban đầu nữa ha. Và cái loại này nó cũng sẽ kiểm soát lượng dầu tốt cho sức khỏe hơn nha. Đây, hàng có sẵn tại Bếp Ba nha. Ngoài ra thì Bếp Ba còn bán những cái loại máy đánh trứng nha. Máy đánh trứng bên Bếp Ba thì giá sẽ dao động từ 150.000 cho tới 850.000 nha. Đây, cái hiệu Bluestone này là cái loại mà mắc nhất, đắt nhất ở bên Bếp Ba. Nhưng mà nó xài rất là êm nha mọi người. Đây, cái loại này mọi người có thể sử dụng trộn đánh trứng nè, không chỉ đánh trứng nè mà trộn những cái loại bánh mà bột lỏng á, như là bông lan nè ha. Còn những cái loại mà bột cứng như bánh mì hay bánh bao thì không nên nha mọi người, tại vì cái máy đánh trứng cầm tay thì cái công suất của nó chỉ giới hạn từ bao nhiêu tới bao nhiêu thôi. Nếu mà sử dụng trong bánh mì bánh bao thì nó sẽ bị hư nha. Đây là cái loại máy đánh trứng 7 tốc độ. Cái loại này thì giá nó dao động khoảng 160 cho tới 200 thôi nha. Đây, 260W nha mọi người. Cái loại này thì mọi người có thể sử dụng đánh trứng nè, đánh kem nè. Còn bột thì ít thôi nha. Đây, nhưng mà cái loại này đương nhiên là nó sẽ không bền bằng cái Bluestone này nha mọi người. Bếp Ba có bán luôn những cái cây phới lồng nha. Đây, phới lồng ha. Bán luôn đồ xúc đá lớn và nhỏ nha mọi người. Mình có bán cái loại cái cục này, gọi là cái cục mà mọi người để gia vị vô á, rồi mọi người luộc đem nấu á. Đây, cái cục ra nấu. Cây rửa ly và những cái vòi của những cái loại siro nha. Đây, có bán luôn ha. Kéo luôn nha mọi người. Cái loại này là cái gọi là cái gáo múc súp hoặc là phở nè. Nhà mình mà có kinh doanh phở hoặc là những cái tiệm mà đồ ăn nóng á, thì mình mua cái này ha. Mình đông, thí dụ một gáo như vậy thì mình có thể là một tô bán ngay cho khách nha. Đây, không cần đông nhiều lần, một giá thôi là được rồi nha. Đây, rồi đây là ca đánh sữa bằng cầm tay nha mọi người. Quán mình mà không có cái máy pha cà phê á, thì mình có thể sử dụng cái này mình thục bằng tay nha. Đây, ca đánh sữa bằng tay nha. Có luôn ca đánh sữa máy luôn nha, xíu mình sẽ giới thiệu sau. Rồi đây là cái vợt lượt trà nè. Mọi người mà không muốn mua một cái túi lớn á, thì mọi người có thể mua lẻ lẻ như vậy nha. Cây này như vậy ha. Có luôn các loại cốc đông luôn nha mọi người, từ 50ml cho tới 2 lít ha, có đủ luôn. Đây, pha chế thì mình cần những cái loại này rất là quan trọng nha, để mình đông cho cái liều lượng của nó chính xác thì cái ly nước của mình nó mới đảm bảo được ha. Đây gọi là cái kẹp gấp thạch nha mọi người, gấp topping gấp thạch đó, mọi người mua như vậy nè xài rất là êm luôn ha. Đây, Bếp Ba có bán luôn cái đồ gài bia úp ngược luôn nha. Đây, đủ màu sắc nè, rất là xinh ha. Rồi có bán dụng cụ tách trứng luôn nha. Đây là gọi là cái dụng cụ để pha cà phê vợt hay còn gọi là cà phê hai tầng á. Đây nha. Đây là nhiệt kế lò nướng nha mọi người. Đây, các loại khuôn rau câu, đá viên, thạch gì sử dụng làm gì cũng được nha. Đây, rất là ok luôn. Có ống hút luôn nha mọi người, ống hút chân trâu, ống hút thẳng, ống hút nghệ thuật, có đủ ha. Rồi, đây, cái khay này, cái khay trang trí là mọi người trang trí nước thì mọi người chụp hình cho cái món nước bia, cho cái món nước của quán mình rất là xinh luôn, rất là sang ha. Bếp Ba đã giới thiệu sơ qua cho các bạn một số loại dụng cụ mà sử dụng trong pha chế có sẵn tại Bếp Ba. Cái nguyên liệu, cái dụng cụ mà sử dụng trong pha chế thì có rất là nhiều tại Bếp Ba. Thì hôm nay clip này Bếp Ba sẽ chỉ giới thiệu sơ qua thôi những cái nguyên liệu gọi là đang thông dụng. Bếp Ba sẽ hẹn clip sau sẽ làm
rõ hơn, kỹ hơn và nhiều hơn những cái loại nguyên liệu dụng cụ khác cho mọi người xem nha. Cùng đón xem video tiếp nha. Nếu thích video này thì các bạn cho bếp ba xin một like, một chia sẻ và một đăng ký. Nhớ nhấn cái chuông ở trên để nhận thông báo mới hàng ngày nha. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.